chơi xuống lại rơi hương hải tự ngàn chiên đàn sau thù hương này giá trị cõi ta bà để cúng dàng phần cúng dàng thế đó rồi từ tam môi dậy mà từ nghĩ rằng ta giao dung thần lực cúng dàng nơi phần chẳng bằng dùng thân cúng dàng liền uống can chất thơm chiên đàn huân lục đau lâu bà thân lực ca trăm thế giao hương lại uống dầu thơm can thứ hoa chim bạc vân vân mạng một nghìn hai trăm năm rồi lấy dầu thơm xoa thân ở trước đứng nhân nguyện tình minh đứng phần dùng y bao coi trời mà tự quân thân gửi cán thứ dầu thơm dùng chứng nguyện thần thông mà tự đốt thân anh sang thăm soi cả tám mươi ân hằng ngà xa thế giới sang đứng phần trong đó đồng thời khen rằng hay thay hay thay thiện nam tử đó là chân thần tinh tiếng gọi là chân pháp cúng dường Như Lai nếu dùng hoa hương chuối ngọc hương đốt hương bột hương xoa phan lòng bằng lúa cõi trời và hương hai tự ngàn chiên đang dùng các món vật cúng dường Như thế đều chẳng bằng đường nhà sử quân thành thế từ bố thí cũng chẳng bằng thiện nam tử đó gọi là món thi thứ nhất ở trong các món thi rất tôn rất thường bởi dùng hoa cung vàng kháng đứng Như Lai vậy kháng đứng phần nói lời đó rồi đều yên lặng thân của Bồ Tát lửa cháy một nghìn hai trăm năm qua sau đó lúc đó thân Bồ Tát mới hên ngài những thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát làm việc phá cúng dường như thế xong sau khi mệnh chúng lại sinh trong nước của nhân nguyệt tình minh đứng phần ở nơi nhà vua tịnh đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sinh ra liền vì vua cha mà nói kể rằng đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia từng thời được những tiếng hiện chữ thân tam mùi tiên tu rất tinh tiên bỏ thân thề đáng yêu cúng dường đức thế tôn để cầu tuệ vô thượng nói kể đó rồi thưa vua cha rằng đứng nhận nguyện tình minh đứng phật nay vẫn hiện còn tôi chưa cúng dường phật xong được giải nhân thế chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni lại nghe kinh pháp hoa này tám trăm nghìn muôn ức na do tha chân ca la tăng bà la a túc bà các bài kệ đại vương tối nay lại nên cúng dường đức phần đó thưa xong liền ngồi đại bảy báu bay lên hư không cao bằng bảy cây đá la qua đến chỗ phần đầu mầm lại chân chấp tay nói kệ khen phần dung nhan rất đẹp là ánh sáng soi mười phương con vừa từng cúng dường nay lại về thân thấy lúc đó ngài những
chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát nói kệ xong mà bành phẫn rằng: Thế Tôn, đừng Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ đứng nhận nguyện tình minh đứng phân bao ngày những thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, giờ ta nhập niết bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên xâm đặng dường tòa ta trong đêm nay sẽ nhập niết bàn. Phần lại bao ngày những kia chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, ta đem phần pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chính đẳng chính giác cùng đem cõi tâm báo tam thiên đại thiên can cây bông đại báo và hàng chư thiên cung cấm hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diện đồ có bao nhiêu xa lời cũng phó chúc cho ông, nên làm lưu bố rộng bài các viện cung vàng, nên xây bao nhiêu nghìn tháp đứng nhân nguyện tình minh đứng phân bao ngày những thiên chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát như thế. Rồi vào khoảng cuối đêm nhâm niên bàn lúc đó ngày những thiên chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát thay phân diệt độ buồn cảm sầu khổ luyên mò nơi phân liền dùng hải tự ngạn chiến đang làm vàng để cúng vàng thân phận mà thiêu đó sau khi lửa tắt. Thâu lấy xa lời đừng trong tám muôn bốn nghìn bình bao đề xây tám muôn bốn nghìn tám cao ba thế giới chưng dọn trang nghiêm phòng cá khoan lòng treo cá linh bông. Bây giờ ngài nhận thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát lại từ nghĩ rằng ta giàu làm việc cung gian đó lòng còn chưa đủ ta nay lại nên cung gian xa lời liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xóa vân vân. Tất cả đại chúng chẳng cán ông phải mồm lòng ghi nhớ tôi này cũng gian xa lời của đứng nhận nguyện tình minh đứng phần nói xong liền ở trướng tam muôn bốn nghìn tham đốt cánh tay trăm cung trang nghiêm mạng bảy muôn hai nghìn năm để cúng vàng thiên vô số chúng cầu thánh văn vô lượng vô số người phán tâm vô thường chính đăng chính giang đều làm cho trụ trong hiện nhân thiết sắc thân tam mùi. Lúc đó các Bồ Tát trời người A Tu La vân vân thấy ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: Ngài nhân thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giao hóa chúng ta mà nay đốn tay thân chẳng đầy đủ lúc ấy. Ngài nhân thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lầm lời thế rằng: Tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu từng không dối thời khiến hai tay tôi hoàn
đường lùng đó cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điều vang động trời dưới hoa báo tâm cả người trời được phía chưa từng có đứng phân báo ngài tu vương hoa bồ tát đi ông nghĩ sao nhưng thế chúng sinh ý kiến bồ tát đâu phải người nào là chính nay là ông vừa vương bồ tát đó ông ấy bỏ thân số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ứng na do tha như thế tu vương hoa nếu người phán tâm muốn được đạo vô thượng chính đăng chính giác có thể đốt một ngón tay nhận đến một ngón chân để cúng dường tháp của phần hơn đem quốc thành thế tử và cõi tam thiên đại thiên núi rừng sông ao cá phần trăm báu mà cũng dường nếu lại có người đem bày thứ bao đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi phần cùng đại bồ tát duyên dáng và a la công đức của người đó được chẳng bằng người thủ trì kinh pháp hoa này nhận đến môn bài kệ bốn câu cúng của người này rất nhiều tu vương hoa thì như trong các dòng nước trong ngồi kinh rành thời biên là lớn thứ nhất kinh pháp hoa này cũng như thế ở trong các kinh của đức Như Lai nói rất là sâu lớn lại như trong các núi non thổ sơn hắc sơn núi tiểu thiên phi núi đại thiết vi cùng mười núi bao thời núi diệu cao bậc nhất kinh pháp hoa này cũng như thế ở trong các kinh rắn là bậc thường lại như trong các ngôi sao mặt trăng là bậc nhất kinh pháp hoa này cũng như thế ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng lại như mặt trời hay trừ can chỗ tối tâm kinh này cũng thế hay phá tâm cả trừ tôi băng thiền lại như trong can vua nhỏ vua chuyển luân thánh vương rất là bậc nhất kinh này cũng như thế ở trong các kinh là bậc tôn kinh hơn cả lại như đế thích là vua trong 32 cõi trời kinh này cũng thế là vua trong các kinh lại như trời đại phạm thiên vương là cha của tất cả chúng sinh kinh này cũng thế là cha của tất cả hiền thánh bằng hữu hồng vô hồng cùng hàng phán long bồ đề lại như trong thân cá phàm phu thời bậc dự lưu nhân lai bậc lại vô sanh duyên dáng là bậc nhất kinh này cũng thế tất cả Như Lai nói hoằng bồ tát nói hoằng thánh văn nói trong cả kinh pháp là bậc nhất hơn cả có người thủ trì được kinh điển này cũng lại như thế ở trong tất cả chúng sinh cũng là bậc nhất trong
tân ca thánh văn cùng duyên giang bồ tát là bậc nhân kinh này cũng thế trong tân ca các kinh pháp rất là bậc nhân như phật là vua của các pháp kinh này cũng thế là vua của các kinh Tu Vương Hoa Kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sinh xa rời cảnh khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sinh đầy mạng chỗ mong cầu của chúng. Như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người ráng nước, như kẻ lạnh đường lửa, như kẻ chân chuồng đường y phục, như người buôn đường chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đường đèn, như nghèo gặp của báo, như dân gặp vua, như khách đường biển, như đuốc từ tối, kinh pháp hoa này cũng thế có thể làm cho chúng sinh xa rời tất cả khổ. Tất cả bệnh tật đau đớn có thể mở sự trăng trôi của tất cả sinh tử, nếu người được nghe kinh pháp hoa này hoằng chép hoằng bảo, người chép được công đức dùng trí tuệ của phần tinh lượng nhiều in chẳng thể được ngần mé đó. Nếu chép kinh sanh này dùng hoa hương chuối ngọc hương đốt hương bột hương xoa phan lòng y phục các thứ đèn đèn nến đèn dầu các thứ đèn dầu thơm đèn dầu chim bắp đèn dầu tu mạng nam đèn dầu ba la la đèn dầu bà lời xứ ca đèn dầu na bà ma lời đem cúng dâng được công đức cũng là vô lượng tu vương hoa. Nếu có người nghe phẩm dừa phương bồ tát bản sự này cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm dừa vương bồ tát bản sự này mà có thể thu trì thời sau khi dưng báo thân đàn bà đó không còn thu lại nữa sau khi Như Lai diện độ 500 năm sau. Nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành thời khi đờ đây chết liền qua cõi an là chỗ trụ xứ của Đức A Di Đà Phật, cùng chúng đại Bồ Tát vây quanh mà sinh trên tòa bao trong hoa sen. Chẳng còn bị lòng tham dung làm khổ, cùng lại chẳng bị lòng giận dối ngu si làm khổ, cùng lại chẳng bị lòng kiêu mang ghen ghê cán tính nhớ làm khổ, được thần thông vô sinh pháp nhận của Bồ Tát. Được pháp nhận đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 700 muôn 2000 thức na do tha hằng hà sa can đứng Phật Như Lai. Bây giờ can đứng Phật đồng nói khen rằng: Hãy thay, hãy thay thiền nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thủ trì đồng tùng suy gầm kinh này, vì người khác nói ông
được công đức vô lượng vô biên. Lửa chẳng đốt được, mưa chẳng trôi được, công đức của ông nghìn phần chúng nói chẳng thể hết được. Ông này đã có thể phá căn dặn ma hoài quân sinh từ căn quan định kha phải đều trừ diệt. Thiện nam tử trăm nghìn cán đứng phân dùng chân thần thông đồng chúng thú hộ ông tăng cả trời người trong đời không ai bằng ông chỉ trừ cán đức như lai bao nhiêu thuyền định trí tuệ. Của ca thanh văn duyên giang nhận đến Bồ Tát không có ai bằng ông tu vương hoa vì Bồ Tát đó thành tự xưng công đức trí tuệ như thế. Nếu có người nghe phẩm dừa phương Bồ Tát bán chữ này mà có thể tùy lý khen ngợi thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh trong lỗ chân lòng nơi tâm thường thoảng ra mùi thơm ngưu đào chiên đàn đường công đức như đã nói ở trên. Tu vương hoa vì thế ta nên phẩm dừa phương Bồ Tát bán chữ này chung lũy cho ông. 500 năm sau khi ta diệt đồ vài tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi diêm phù đề. Chớ để dân mân chớ cho hàng ác ma dân ma cán trời rồng nhã xoa cứu bàn trà vân vân phá quấy đàn tú vương hoa ông hãy dùng xứng thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dừa của người bệnh trong cõi diêm phù đề. Nếu người có bệnh được nghe kinh này bệnh liền tiêu diệt chẳng già chẳng chết tu vương hoa. Nếu ông thấy có người thù trì kinh này phải dùng hoa sen xanh đừng đầy hương bồ gái cho nên người đó rái xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyến sẽ lấy có trại ngồi nơi đạo tràng phá cán quân mà sẽ thổi ốc phàm đăng trong phàm đồ thoa tân cả chúng sinh ra khỏi biển sinh già bệnh chết cho nên người cầu phật đạo thấy có người thù trì kinh điển này nên phải xin lòng cung kính như thêm. Lung đức phật nói phẩm dừa phương Bồ Tát bán chữ này có tám muôn bốn nghìn Bồ Tát được phàm dài nhân thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni đứng đa bửu Như Lai ở trong tám bao thiên ngài tu vương hoa Bồ Tát rằng hay thay hay thay tu vương hoa ông thành từ bâm khá tư nghị công đức mới có thể hỏi đứng Thích Ca Mâu Ni phần việc như thế làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ sáu tạm trì tùy hỷ thanh tình ca căn kiến quên nhân pháp thể thường còn thần lực cấm càng khôn trao phó ân cần. Liều thân mình để báo ân rộng lớn Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam
kinh nhân sáu căn thanh tình hiện thiên chân bất kinh thể thường còn vì pháp tiêu thân cúng dàng phận tịnh minh. Nam mô tu